Nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật, rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái sản phẩm mới. Đấy chính là nồi chiên không dầu hiệu Gomia, hàng nội địa của Nhật, điện 100V. Và tất nhiên rồi, hàng nội địa Nhật nên chúng ta sẽ phải dùng qua một bộ chuyển nguồn. Đây, tôi đã để sẵn một cái bộ chuyển nguồn đây rồi, tí tôi sẽ cắm test cho các bạn xem. Ở cái nồi chiên không dầu này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều việc ở trong cái việc nội trợ ở nhà nấu bếp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là cái mẫu nồi chiên không dầu này nó sẽ làm được những cái việc gì các bạn nhé. Hàng nội địa Nhật, điện 100V, giá rất là hợp lý. Nhích ra ngoài nhé. Cái mẫu nồi chiên không dầu này hiện tại có giá 2.200.000 các bạn nhé, chưa tính nguồn. Chúng ta phải mua thêm một bộ chuyển nguồn. Đây là nhân vật chính, một cái nồi chiên không dầu hiệu Gomia, hàng nội địa của Nhật. Toàn cắm điện cho anh phát. Chúng ta sẽ bóc siêu nó, cắm điện, test nó, điện 100. Rất là chắc chắn các bạn ạ, xịn sò. Đây là cái bảng điều khiển của nó nha các bạn nhé. Cái giao diện của nó sẽ như này. Cái bảng điều khiển này sẽ là bảng điều khiển cảm ứng. Giao diện của nó chúng ta thấy có rất nhiều các cái chế độ nấu ở đây. Cái này thì chúng ta sẽ có một cái bản dịch tiếng Việt. Đó. Thì chúng ta sẽ có nướng khoai này, khoai tây này, nướng đùi gà này. Đó. Hay là nướng bánh, hay là hâm nóng. Nướng cả nguyên con gà này, nướng bánh này. Đấy. Hay là sấy đồ này, như giờ chúng ta để sấy hoa quả các thứ đấy. Thì cái này chúng ta sẽ có một cái bản dịch tiếng Việt, chúng ta rất dễ sử dụng thôi. Và tôi sẽ làm một clip hướng dẫn nhé. Chúng ta muốn chọn một cái chương trình nấu gì thì đơn giản thôi. Chúng ta muốn nướng gà đúng không? Chọn vào nướng gà. Đó. Thì nó sẽ có hai cái chế độ. Một là cái chế độ chúng ta chọn cái chế độ preheat này. Thì chế độ này thì nó sẽ ra nhiệt từ từ, và sau khi ra đủ nhiệt bắt đầu nó mới chạy thời gian. Đó. Còn nếu chúng ta tắt chế độ này đi, nghĩa là ở để chế độ này thì nó sẽ thời gian là lâu hơn. Còn tắt chế độ này đi thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ trực tiếp là gia tăng nhiệt ở lượng lớn và nó sẽ tự giảm thời gian luôn. Và để sử dụng chúng ta chỉ cần ấn start thôi. Là bắt đầu rồi. Đấy. 25 phút sau chúng ta sẽ có đùi gà chén rồi. Rất dễ sử dụng và tất nhiên rồi nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng thực phẩm mà tốt nhất các bạn nhé. Đây mới 100% luôn. Khi mà dùng thì chúng ta nhớ là bỏ hết giấy bóng các thứ ra nhé. Cái nồi chiên không dầu này thì có dung tích là 6,6 lít các bạn nhé. Phù hợp với chúng ta dùng gia đình khoảng tầm 6-7 người thì thoải mái. Thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, chắc chắn, bền bỉ, giá thành hợp lý. Đấy là lý do mà tôi chọn mang nó về để cung cấp cho các bạn. Giá của nó chỉ là có mức giá là 2.200.000 thôi. 2.200.000 cho một cái nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật, điện 100V các bạn nhé. Ở clip tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một con nồi áp suất của Nhật. Là chúng ta sẽ đón xem cái clip tiếp theo của tôi nhé. Nếu chúng ta đang có nhu cầu muốn mua một nồi áp suất. Còn nếu như cái nhà chúng ta mà đang có nhu cầu muốn mua một nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật thì các bạn hãy nhanh tay để sở hữu một mẫu nồi chiên không dầu như này nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.